Chàng ơi, chứ luôn gọi ngay lúc này đây, tại ở Bình Định này cô chú anh chị ơi, một vụ hỏa hoạn cháy cây xăng hết sức là kinh khủng luôn rồi mọi người ơi. Chàng ơi kìa, nhìn kìa, khói bốc lên nghi ngút luôn kìa chàng ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ốc nổi không quý vị? Rất là ghê nha. Mà kính thưa cô chú anh chị, quá chừng nó cháy thấy ghê rồi mọi người ơi. Thôi coi kìa, lửa nó bốc lên thấy ghê thiệt chứ. Cái này còn mong người ta là ở trong không bị gì á mọi người nha. Tại vì cái lúc mà nãy ngoài thương đi ngang á, thấy cái ngọn lửa nó bốc lên nó cháy kinh khủng đó cô chú anh chị. Quá dữ luôn, quá ghê nè. Nãy không biết nó thấy ra nó cháy rồi con. Giờ nó cháy rồi, nãy giờ đó con. Cháy như thấy là dữ lắm luôn, trong còn dầu cháy mà. Tại dạ thuốc đây nè con. Này hoài thương đang đi giao thuốc cho người ta ở khu vực này của chú anh chị. Thì thuốc gia truyền của Ngải Đen nè, viên uống là của Ngải Đen á, hỗ trợ điều trị các chức năng của gan thận tim này kia của chú anh chị. Là người cái khối u ung thư ta bao tử dạ dày HB và kháng khuẩn trào ngược dạ dày này kia đó, tai bụng kinh này, thông máu này kia đồ, rất là hay luôn. Thuốc này thì hoài thương chia sẻ với bà con chúng ta ở khu vực này rất là nhiều đó. Tại vì lúc mà hỏng hoài thương đi quay chia sẻ ngoài này khu vực chủ lục á, có gửi tặng cho một số người rồi, nhưng mà bây giờ là số lượng có hạn, hoài thương không có tặng được nhiều á, nên bây giờ là có chia sẻ những cái thuốc này cho bà con nè. Giờ nó cháy á, bà con đây nè con. Ở đây thì ngoài thương có chia sẻ bán những cái sản phẩm này ha. Đây thì nó rất là hay cô chú anh chị. Có khi như ai bị đau nhức xương khớp nè, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, cô đông khí huyết á, thì những cái sản phẩm này hỗ trợ điều trị rất là hay luôn. Cái gì nói là phần phần chính là của Ngải Đen và của Như Mật Ong á, đó thì rất là tốt. Mọi người có thể mua thì hãy liên hệ với ngoài thương nha. Quá rất là dữ quý vị. Còn lửa đó là cao, là hàng đó là cỡ mấy chục mét, đen ngùng ngủng luôn cô chú anh chị ơi, rất là dữ dội. Chỗ đấy có hay có xe công hay đậu đấy, dù cái nhà gần đây cô đẻ dù ở lên ơi. Ở đây là Bình Định nha mọi người, mới cháy luôn nha, vụ việc này là mới luôn nha. Kinh khủng chưa, kẻ ơi, coi lửa bốc kìa, thấy ốc nổi chưa, thấy ghê chưa, hiếp thiệt chứ kìa. Nhưng mà xe kìa, chỗ đấy cái đường mà, chỗ đấy đâu có nhà đâu, nhà tích trong kia nữa. Xe, xe công á. Chủ của cháy điện rồi. Wow. Nhà. Nhà, nó lên đi. Ghê quá. Lửa nổ chân to là nửa chết. Đấy, xe công nó chạy ra đó. Có người trong cái chị ra ta. Cái này không biết cái nguyên nhân này là cái gì nữa chàng ơi, bây giờ ai đâu mà dám ở đây mà cứu mà chữa. Cái này chắc chỉ chờ là cái xe cứu hỏa lại thôi. Mà mọi người cũng biết là cái cây xăng dầu mà nó lửa kinh khủng tới cỡ nào phải không cô chú anh chị? Cái này không biết là do người ta hút thuốc vứt vô hay là nó bị lo lửa gì hay là ra sao nữa đây. Mà mọi người coi lửa thì thấy ốc cục nổi chưa? Chị ơi, chị ơi. Cái ô an nhân với lại trời chạy vô còn sát sùng. Ghê lắm quý vị ơi. Ở mình có chứ mình chết rồi. Dù kìa. Cái đầu rớt ra đầu sẽ thấy cái tâm như mây lạnh á. Kìa nó chảy ra. Nó phút đâu gì cũng thấy. Thôi cái dòng mây lạnh không nào. Biết là cây xăng dầu nữa mà cháy một cái. Dù nó nô lốt rồi quá. Ghê quá vậy. Thấy khối không à. Một cái không khí nó đầu trời ơi. Lôi luôn. Ây. Ra sao rồi con. Yêu da, nó nói gì vậy? Nó
bình ga mà với lại phía sau nó có bình xăng. Thảo cú lên đi, đợi đợi bỏ con nhớ là bỏ con chồng. Vừa qua thì cháy rất là nhiều ha. Ghê quá. Chợ Mỹ Đức vừa cũng cháy hết sức là kinh khủng luôn. Rất là thảm thương cho những tiểu thương ở nơi đó buôn bán của chú anh chị. Chàng ơi, cái này chắc là nó thiêu rụi hết luôn đó cô chú anh chị. Và bây giờ những cái nhà ở cặp bên xung quanh cũng rất là nguy hiểm nha. Bây giờ không biết là nó có nguy cơ là cháy lan hay không nữa đó cô chú anh chị. Mọi người xem cái ngọn lửa nó bốc lên kinh khủng chưa. Đó cô chú ơi, dữ dội lắm mọi người. Kìa 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 chàng ơi, nó cháy kìa, khủng khiếp luôn á chàng. Mấy nhà bên kia bây giờ là cũng rất là trong cái tình trạng sợ đó mọi người, sợ nó cháy lan ra. Trời ơi, ơi Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong làm sao mà những người ở trong này là không ai bị gì hết trơn nha mọi người nha. Xung quanh khu vực này cũng không ai bị gì nha. Ngày 12 tháng 8 2024 cháy kinh hoàng luôn cô chú anh chị. Bình định nha. Thấy ghê thiệt. Quá chừng cháy luôn á chú. Kìa. Đó mấy anh thấy lửa nó bốc lên không? Thấy ghê chưa? Kìa kìa, đỏ đỏ đỏ. Chàng ơi kìa kìa. Dữ dằn lắm. Mày ơi. Quá kinh hoàng luôn mọi người ơi. Cháy cây xăng. Cái đó hình như là có cái xe đậu hơn trước đó nữa hay gì ta? Phải không anh? Dạ. Thấy có lửa nó cháy kìa. Lắm quý vị ơi. Ai đâu ai biết trời. Ai biết đâu. Quá chừng khói luôn mọi người. Chúng ta đi đâu cũng nên cẩn thận các vấn đề về củi lửa. Công nhận năm nay nhiều vụ hỏa hoạn cháy và cũng như thiên tai này kia xảy ra rất nhiều ha. Người dân người ta đứng coi cũng rất là đông nè mọi người, khu vực này. Ở trong kia mà đứng nhìn thấy là nó cháy hình ra thấy ghê luôn. Trời ơi coi kìa. Ôi ôi. Quá là những vụ hỏa hoạn lấy đi hết trơn tất cả tài sản đó mọi người. Ông bà và anh chị em chúng ta xem video, nếu mà thấy Hòa Thương chia sẻ những thước phim video như thế này chân thật và cũng như gọi là một cách gửi đến mọi người chúng ta cùng xem á, nếu mà mọi người yêu mến thì mời mọi người hãy tặng cho một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video nha cô chú anh chị. Cái này là khói nó bay dưới kia, bay lên đây là mình ngập không quay được luôn á, tại vì cái hướng gió này là đang thổi về phía dưới đó, cô chú anh chị. Nó cháy nãy giờ là phận lên, nó cháy rất là nhanh. Cái này là kho cây xăng dầu mà, vì thế là cái số lượng dầu và xăng ở đây là nó cháy theo mọi người nhìn đó là nó khủng hoảng chưa. Giống như là nó bốc khói mà khói đen không á, khói đen ngụm ngụm như đó. Tại vì hình như là nó có nhiều cách để mà tức là chúng ta phân biệt ra, hình như nó cháy theo kiểu như thế này là còn dầu và như là nhiều của chú anh chị. Cháy đen ngụm ngụm lên là đang cháy mạnh đó. Nó là dữ luôn. Ở đây không dám mà đi lại gần gần phía bên đó luôn á. Là khi mình chia sẻ những video như thế này cho bà con chúng ta cùng xem á, thì rất mong được mọi người đó là chia sẻ những video này ra hơn nữa nha, để cho mọi người chúng ta cùng cảnh giác khi mà những vụ việc cháy và cũng như đau lòng như thế này xảy ra, chúng ta nên cẩn thận ha. Có một số người đôi khi người ta tích góp được một số tài sản, nhưng mà đôi khi những ngọn lửa cháy như thế này hết thì không còn cái gì hết trơn cô chú anh chị. Tại vì rất là thấy thương nha. Đầu khói trắng trắng là từ từ đó mọi người thấy không.
Cái này chắc chừng nào mà cháy hết dầu hết xăng thì nghỉ chứ sao mà cái này chứ cũng cứu chữa nổi trời. Hai con ha. Quá cháy mà. Mọi người coi đi. Cái thì ghê thì chứ kìa. Ê trong đó còn lửa nữa kìa. Cái đó chẳng lẽ cái hầm dầu hay là chỗ cái gì cái dầu ấy đưa ra đó ta. Xăng đưa ra đó ta. Trời ơi nó cháy kìa. Vậy thì đến đây Hoài Thương xin khép lại video của mình tại đây đi mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo ha. Mọi người nhớ đón xem video tiếp theo của Hoài Thương trong những phần sau nữa nha. Cầu mong cho được bình an mọi người ơi.